giờ kiểm tra luôn là nỗi ám ảnh của mọi học sinh, bất kể những bạn học kém hay học giỏi. Nếu ôn bài kỹ lưỡng rồi thì không sao, rủi mà chưa ôn thì học sinh không chỉ ăn trứng lỏng mà còn phải cầm bài thi về xin chữ ký bố mẹ, lúc đấy thì tha hồ tim đập chân run. Vậy nên tâm trạng chung của các bạn học sinh khi chưa kịp ôn bài trước giờ kiểm tra luôn là lo lắng, hoang mang và cả sợ hãi nữa. Nhưng lo lắng mà vẫn viết được cả một đoạn văn dài như sớ cùng rằm, bày tỏ nỗi lòng như cô bạn chuyên văn này thì đúng là có một không hai. Theo đó, khi được bạn hỏi về tình hình chuẩn bị bài vở trước kiểm tra như thế nào, một cô bạn trung học cơ sở đã buồn bã trả lời như sau. Mình thi chuyến này, ta chẳng dám mong đạt được con 10, được bạn bè khen ngợi, chỉ xin khi phát bài có được hai chữ bình yên. Chỉ nghe đề cô khó liệu, ma trận khôn lường. Nội dung còn chưa học, từ ngữ còn lung tung, rồi ngày thi gần hết mà bài thì vẫn chưa vào đâu, khiến cho tiện trò băn khoăn, đồng học lo lắng. Nhìn đồng hồ gần đến, lại sửa soạn giấy bút, bỏ vào hành trang, lại thổn thức tinh thần, thương người trước lớp. Dù có ghi đến ngàn hàng, cũng sợ không có điểm cao đến chạm. Nguyên văn nỗi lòng của cô bạn. Nếu còn nhớ kiến thức môn văn thì ắt hẳn nhiều người sẽ nhận ra, nỗi lòng của cô bạn này đã được dây mượn từ các ý văn thuộc đoạn trích, chuyện người con gái Nam Xương trong sách truyền kỳ Mạng Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Mượn lời văn để bày tỏ lòng mình, đúng là hiếm ai được như cô bạn này. Bên cạnh đó, có thể thấy đẳng cấp ăn nói của dân chuyên văn không hề tầm thường chút nào. Đoạn tin nhắn này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến không ít người ôm bụng cười lăn lộn. Nhiều bạn tỏ ra bái phục trình độ văn chương, cũng như văn dở thượng thừa của cô bạn và để lại những bình luận hài hước. Bị vũ nương người con gái Nam Xương, nhập à. Văn dở thế này thì phục luôn rồi. Ôi trời, với trình độ này thì chẳng cần học bài cũng thừa chém gió được bốn mặt giấy úy chứ. Bái phục. Ảnh chụp màn hình. Hiện bài đăng nhận được lượt like, share khổng lồ từ cư dân mạng, hơn 16.000 lượt like, 586 bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Không biết sau đó cô bạn này xoay sở với bài kiểm tra như nào nhưng với tài văn dở thế này, đoán chắc cô bạn sẽ đầu xuôi đuôi lọt mà thôi.